ấy là thời đại của ta. Thầy ra cứu thế mới là hiển vinh. Nam mô A Di Đà Phật. Để liên tục chương trình qua bài cho cô tư cứng ở Hòa Hảo, Châu Đốc Mắc Đồ. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo ngày 17 tháng 7 năm Kỷ Mão. Nam mô A Di Đà Phật. Kích động thiện tâm lệ số cơ xa, thòn loan chờ cố cơ dùng tiên khoa, khuyên dạy phàm nhân tan sầu muộn, vật dụng gia đình có kiếm ra. Thương đó lòng đây rất thiết tha, thiên định số căn mới xảy ra. Đổi thay tà gian chúng trực ghét, nhưng vì vẫn hạn chẳng phui ra. Nam mô A Di Đà. Để liên tục chương trình qua bài cho Đức Ông và Đức Bà. Nam mô A Di Đà Phật. Chừng nào vết nọ liền da, chuột kia mạng hàng kỳ vào giường qua, ấy là thời đại của ta. Thầy ra cứu thế mới là Nam mô A Di Đà Phật. Để liên tục chương trình qua bài Hương Chủ Đạt Sướng. Ông Đạt ở làng Nhân Mỹ, tỉnh Long Xuyên. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo năm Kỷ Mão. Nam mô A Di Đà Đạo màu phần tớ hiểu.
sanh. Bệ giác bờ mê mong thoát khỏi, nhờ thuyền Bát Nhã giúp công thành. Đức Thầy Quả thăm diệu rồi đây cũng hiểu rằng, một lòng nguyện độ tận nhân sanh, giác mê hai chữ rồi ta chỉ. Chỉ dốc ngày kia sẽ đạt thành. Nam mô A Di Đà Phật. Để liên tục chương trình qua bài, ông Nguyễn Thanh Tăng sướng. Ông Nguyễn Thanh Tăng tức Hương Lễ Ứng là người ở làng Mỹ Hội Đông thuộc tỉnh Long Xuyên. Theo lời một người con trai của ông thì mấy bài thi dưới đây ông đã làm khi diện kiến Đức Thầy lần thứ nhất. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo năm Kỷ Mão. Nam mô A Di Đà Phật. Phần hiền cám tường nghĩa non sông, hạng mật rồi đây cách cội bồng, cầm tu lắng tai người như tuệ, từ bi cảm ứng thứ chung thông. Đức Thầy đáp quả: cảm nghĩa sĩ hiền tưởng núi sông, thương người đưa đến chỗ tiền bồng, cầm tu lòng yêu vì quốc tuệ, đời thời đưa đến ứng chung thông. Nam mô A Di Đà Phật. Để liên tục chương trình qua bài Thanh Tăng Hộ Tát, bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo năm Kỷ Mão. Nam mô A Di Đà Phật. Mạn mê danh lời đạo lưu, có ơn Thầy dặn dắt tôi, mê tình
tình mê mê phải tình. Bồ đề sai gục pha tâm ngu. Đức Thầy quả dạy chúng chưa xong, già rối bù mấy chục năm trường lạc chữ tu. Sanh chúng say mê, mê khó tình. Bồ đề chẳng niệm ấy người ngu. Nam mô A Di Đà Phật. Để liên tục chương trình qua bài Hiếu Nghĩa Di Tiên. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo năm Kỷ Mão. Nam mô A Di Đà Phật. Nhân sanh hiếu nghĩa dị dị tiên, hành thiện trí kinh thị sĩ hiền. Kim quệ phi tiêu đoàn chướng nghiệp, Phật tiền hữu nhật dình chương trình qua bài nhất đầu. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo năm Kỷ Mão. Nam mô A Di Đà Phật. Nhất đầu gan ốc mơ bởi gì đâu, nhức mỏi lòng trong dạ hết sầu, nhức dạ chờ ngày trời trả phúc. Nhức răng nhức cốt cả trời âu, nhức đầu bể tiếng hơ nổ đau đau, nhức quý làm cho chúng thoát sầu, nhức thống dân sanh rầy hạnh phúc. Nhức tràng lệ thư khỏi lo âu. Nam mô A Di Đà Phật.